Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một video để giới thiệu chúng ta về cách mà chúng ta nâng cấp gam của những dòng main Asus. Đây là một cái dòng máy, đó là Asus X451 451CA. Nó chạy con CPU là con Phantom 2117 và gam nó chỉ có 2GB thôi các bạn. Đây là dòng gam on board và nó không có một cái slot G nha. Chỉ có duy nhất là 4 con chip RAM, dung lượng là 2GB thôi, bộ nhớ của nó là 2GB. Cho nên là buộc chúng ta muốn xài nâng cấp sau này, xài những chương trình thì buộc chúng ta phải gọi là nâng cấp RAM. Thì nâng cấp RAM ở cái dòng máy Asus thì đó là RAM chip dán, cho nên là buộc chúng ta phải một là tìm những RAM 4GB sử dụng 4 chip RAM của laptop chúng ta sẽ gắn vào, hai là chúng ta phải lấy từ main khác, những dòng main xác mà nó chết CPU thì RAM nó còn sống thì chúng ta gọi là lấy qua ha. Bây giờ tôi sẽ bung máy ra lấy main vào chúng ta nâng cấp. Nếu mà chúng ta không nâng cấp RAM là không làm được gì hết. RAM có 2GB thì không thể nào chạy Win10, cho dù chúng ta có nâng SSD cũng không thể nào chạy Win10 với sử dụng nhiều chương trình được ha. Đây các bạn thấy đây, nó chỉ có duy nhất là 4 con RAM thôi. Đây là một cái slot, đây là một cái slot rồi mà người ta không gắn. Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta thay vào hai slot vào và chúng ta phải gọi là tốn thêm cái RAM rồi ha. Muốn thay slot vào thì chúng ta buộc phải thay thêm những cái linh kiện ha, những cái linh kiện xung quanh đó. Ở đây là RAM 4 con chip RAM 4GB. Tất nhiên là chúng ta phải tìm một cây RAM có 4 con chip mà 4GB hoặc là 8GB thì nó mới cao hơn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tìm thôi. Rồi, ok các bạn. Bây giờ tôi thấy nó có một cái slot slot RAM không gắn đây. Bây giờ chúng ta sẽ gắn slot này vào để có thể chúng ta sau này chúng ta có thể nâng cấp thêm là game lên 8GB hoặc là 4GB ha. Nâng một cái slot thì nó sẽ hay hơn là chúng ta thay thế hết 4 con chip này. Chúng ta vẫn để con chip riêng này ha. Chúng ta chỉ nâng cấp thêm một cái slot thôi. Để cho thể chúng ta là khách có thể là gì? Gắn 4GB hoặc là 8GB hoặc là 2GB tùy theo cái giá thành của game ha. Thì nó sẽ gọi là sẽ hay hơn là chúng ta nâng chip. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái slot khác và tôi sẽ gắn vào những cái linh kiện nữa. Rồi về cách lấy slot thì chúng ta rất là nhiều rồi. Chúng ta dùng chì xả và chúng ta xi vào những cái slot và chúng ta sẽ khò lấy ra ha, rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ dùng chì xả, chúng ta xi vào những cái chân RAM ha.
chì xả này nó có chức năng là nó sẽ làm cho cái chì zin của chúng ta nó sẽ mềm đi. Và chúng ta dùng một cái nhiệt độ rất là nhỏ, chúng ta có thể lấy ra ha. Còn về chì zin thì nó rất là cứng, cho nên là chúng ta dùng nhiệt độ cao quá thì nó sẽ cháy đi cái thanh mũ, thanh nhựa trên cái slot gun chúng ta. Các bạn cái xí điều giống như là chúng ta đang hàn một cái chân gam vô gì đó. Khi các bạn cho chị xả rồi xong rồi, chúng ta chỉ dùng nhiệt độ khoảng 300 thôi, chúng ta sẽ khò lấy ra thanh gam này ra, rót gam này ra ha. Rất là đơn giản. Rồi ở đây có những con tụ chúng ta cần gắn. Rồi ok, chúng ta sẽ gàn. Mưa hay gì Thịnh?
Ok, bây giờ chúng ta sẽ gắn lại thôi. Rồi tới bước này chúng ta cứ hàn vô thôi nha các bạn. Chúng ta đã hoàn thành công rồi đó. Đây, kiểm tra và chúng ta sẽ test thôi.
Ok, bây giờ tôi sẽ gắn vào và chúng ta sẽ test lên gam nhé. Gắn thêm một cây gam nữa chứ. Tôi sẽ gắn thêm cây gam 2 g. Rồi, các bạn thấy gam nó lên 4 g rồi. Đây, chúng ta thấy ha. 4 g. À, tất nhiên là chúng ta nâng cấp được cái slot gam thành công rồi đó. Và bây giờ có thể là tư vấn khách lên là 8 g hay là 6 g tùy theo ha. Thì theo khách đồng ý giá nào thì chúng ta nâng giá đó. Rồi, như vậy là nâng slot game để nâng cấp game cho dòng Manaset X454A ha. Rồi đến đây xin kết thúc video nha các bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau.